đi vô trong đây. Đây nha. Đó thì mình sẽ chọc vô như thế này nè các nhà. Cái là mình ngồi xuống à. Đó, có một sợi dây như thế này thôi à. Đó để cả nhà hỏi hay sao mà đi ghe không có thấy cái cổng vệ sinh hết trơn, đi vệ sinh kiểu gì nha.
tầm mấy ký hồi nãy? 2 ký hả? Cái lạc vàng nha các bạn. Ừ, 2-3 ký lô á, thay vì chơi nặng lắm á. Đây cũng cá lạc nha các bạn. Đây cá lạc sữa nha. Cá lạc nha. Sử con gà đây. Thì sử xong rồi chặt sẵn đi. Chặt sẵn. Ừ, vô luôn, vô luôn. Nấu nồi điện không? Đấy. Còn cái phèn cũng to đấy nha. Phèn gâu nè. Quá chừng. Mày có mực, mực dưới đó mình nghe. Wow, cái lạc này cái lạc chì nha. Cái lạc này nó màu nó đen hơn cái lạc kia. Cái lạc kia nó màu vàng. Cái này nó màu đen đen chì chì nè. Chứ là cái lạc chì nha. Dài. Cá sáng tối cá bò nha, cá bò gai. Bò gai lộn xộn với mực. Nói chung là giá này thấy mực cũng nhiều nha. Thấy ở dưới này nữa. Quá chừng nữa. Giờ này thấy mực nhiều hơn chưa? Thấy mực lạnh hết hơn ta. Nam đang bưa mực nha cả nhà. Nam đang ngồi chơi thì cô Nam thì đang bưa mực. Chung lại rất nhiệt tình nha. Làm gì em làm đó. Nam với chú Ba rất nhiệt tình luôn nha. Bắt từng con mực luôn. Em bắt tay vô lựa cá nha cả nhà. Mực nha. Cũng có mực thước đây cài nha. Cái này mình không biết lựa cá nha cả nhà, mình lựa toàn là mình lựa mực không à, chứ không có lựa cá nè. Ờ. Dạ đây có cái nhiều nè. Xong rồi nha. Cá hơi bị sình nên phải xúc vô bội mình rửa mình vô bọc nha cả nhà. Chứ quá trời cát đen rồi. Quá chừng luôn. Cá nào sạch thì xúc vô được, còn cá nào dơ mình phải rửa. Dạ. Chú Ba không lò sáng em đi ăn mấy con cá này kìa. Đó, thấy không? Quá thấy. Được cái xô phân loại lên cả nhà. Phân là từng loại cái ảo à, lựa ra được 5 kết mực nha các bạn. Kết thì mà tính khoảng tầm 15 ký thôi, giá thấp nhất là 15 ký. 2 kết mực lớn này, một ngày mực lao này ký 130, lớn này ký 200, một này là một khúc nè, là nhỏ hơn nữa là ký 80-90, 5 kết, đóng mực xẻ này nè các bạn, lại xem mực qua được. Làm gà luộc xả các bạn, hằng tối hôm nay mấy anh em lai gai, con gà đá hồi chiều đó em qua vô nhà xem đó, nay nó vô nồi vậy nha,
cái đùi không, quá đã luôn. Đó, đùi cho bá lửa nè, hai cái đùi luôn nha các bạn. Được xả cái mình trùng mì ăn đã lắm, chung là hôm dài lâu rồi cũng không ăn thịt gà nữa. Sữa tươi luôn nha.
sữa tươi không đường được không? Nước xài sữa tươi mà phải ăn ngon lắm phải ơi, béo. Đó, cho nó săn lên đi rồi mình đổ sữa tươi vô nha. Con nguyên cái nóc là chơi phải không?
kiếm. Được mày, ăn được mày. Trời ơi, ngon này. Còn cái đó là. Này ăn quậy vậy. Trời ơi, lóc gai gà mày vậy. Quá lóc gà. Cái này cái lóc gai mà. Không, cái lóc gai cộn dưới á. Gai chứ ăn rồi á. Nhỏ quá. Cái lóc gai làm hơi lâu xíu, nhỏ gai. Cá này nhỏ, cái nó bở tình chứ độ mấy cá bự. Chín chắc luôn ăn mới đã. Không ăn mà biết bê hết. Tạo nhiên gà cái này gà mày đã nhận với cái nóc xoăn nha. Hai cái nóc kia gà ăn có chết không trời. Đó, kỹ không? Đó, cái gà kỹ không? Kỹ không? Kỹ không? Đưa đưa cái mọng gà cho chú ba kìa. Cái này thịt nó chưa dai ha. Nhỏ. Nhỏ quá. Cá bự á, được đó, cá bự á. Cá bự ăn mới dai. Chung cá nóc là mình ăn con cá càng bự. Hả? Không có lúc anh chưa đi đâu. À. Giờ ông cầm cái đùi chưa hết không? Nhiều chưa không đâu. Anh đâu? 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 Chính mừng ra đâu có giỡn đâu chứ chú bự à. Thấy độ cái biển mà đi nhậu lát mà lấy cờ ra với độ mới nhậu. Năm mình nữa. Đi chơi đi. Đụng cái đi chơi, ông đi chơi, tao chơi từ đâu nói. Mà uống mà mấy tay qua à. Ăn năm tay nó đâu. Không à. Đụng ông còn tôi ông. Không à, có khi tôi ăn à. Dạ, giữ cũng mấy lần à. Vô đi nãy ơi, vô chị lái nãy ơi. Nãy chị lái vui vẻ nha. Ô quay qua hầu như là thấy nhai, quay hầu như thấy nhai ta. Vô đi, anh em vô đi. Rồi bây giờ mấy anh em mình dọn dẹp. Nói chung là bây giờ mình người một hai lon, hai ba lon nữa rồi. Ba lon rửa bên đây. Ba lon rửa hả? Ừ. Ba lon rửa bên. Ba lon rửa ba, bên ba lon rửa đó, à, nó chia đó. Cái này chưa lại mang không? Ừ. Rồi sẽ có. Cái này muốn ăn á là sáng lấy cào ai xiên cho ăn. Rồi miếng không. Lấy cào. Bây giờ hâm cho nóng đi. Rồi bỏ ráng. Bây giờ để hâm cho nóng đi. Bây giờ bắn lên hâm cho nóng đi là mình đánh răng xong là nó nóng là mình tắt. Đó, sáng rồi mình ăn được. Cái này để sáng nó đặt lên nè. Không. Sợ nó hơi đổ rồi nó hơi. Bây giờ anh hâm cho nóng lên không hư? Để cho người đổ thì đổ hết mẹ đi chứ để gì hâm cho nóng. Thì ăn cũng ăn rồi. Làm cái cục quen. Gắp này lộn cái này. Đúng rồi. Nước nó ngon không bên trời. Ngon. 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 Gắp này mình hâm. Bỏ sáng. À. Cú cú. Bơ phẹt. Bơ phẹt. Là bơ phẹt. Ăn miếng cục đi em. Nãy giờ ăn cá tí đồng hồ chứ mà sợ gì nữa. Ngon,
quất đi, gấp cho nó đây. À, được. Gấp cho nó cậu đi. Được, chờ. Đó, người thấy không? Con dẹp đi vô trong. Vô trong đây nghỉ ngơi. Giờ này cũng gần 12 giờ nha. Sáng 4 giờ.